Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Chữa Lành Tự Nhiên. Thưa quý vị, ngoài thị trường thì Hằng thấy người ta bán rất nhiều những cái sản phẩm dạng xịt để trị hôi miệng. Thế nhưng theo Hằng thì đó chỉ là cái giải pháp tình thế. Những cái loại thuốc đó chỉ chữa được cái phần ngọn mà không chữa được cái tận gốc cái chứng bệnh hôi miệng. Hơn nữa, thời gian hiệu quả cũng chỉ có thể đạt được trong vài tiếng xong lại đâu vào đấy. Nhiều người hỏi Hằng rằng cái bệnh hôi miệng này thì có phải là do cái đường tiêu hóa của họ có vấn đề hay không? Thì đó cũng chỉ là một trong những cái nguyên nhân gây ra hôi miệng thôi. Còn cái nguồn gốc mà sâu xa đó chính là do cái hệ miễn dịch của chúng ta nó bị suy yếu, rồi rối loạn hệ miễn dịch. Quý vị tưởng tượng như thế này, hệ miễn dịch của chúng ta nó như một cái tấm chắn bụi cho cái xe vậy. Nếu như cái tấm chắn bụi này nó bị thủng hoặc là bị vỡ thì những cái bụi bẩn nó ở xung quanh môi trường ấy, nó sẽ chui vào trong xe của quý vị. Cơ thể của chúng ta cũng vậy, khi mà cơ thể của chúng ta bị suy giảm cái hệ miễn dịch thì nó sẽ sinh ra rất là nhiều những cái căn bệnh. Những cái người mà mắc cái chứng bệnh viêm amidan mãn tính chẳng hạn thì cái hệ miễn dịch ở cái vùng họng này này, đó, cái vùng này nó không còn hoạt động tốt nữa. Từ đó mà những cái đồ ăn, thức uống hay là không khí bên ngoài đi vào cơ thể của chúng ta qua đường miệng ấy, nó sẽ kéo theo những cái vi khuẩn này, virus này xâm nhập vào cơ thể. Và cái hệ miễn dịch của chúng ta nó không còn cái tác dụng để tiêu diệt, nó không có khả năng nó tiêu diệt được những cái vi khuẩn virus này. Và từ đó đi sâu vào trong cơ thể của chúng ta, gây tổn hại đến toàn bộ những cái lục phủ ngũ tạng. Nghe rất là khủng khiếp phải không ạ? Do đó cái bệnh hôi miệng ấy nó không chỉ là một cái căn bệnh đơn thuần và nhẹ, mà thực tế nó là triệu chứng phản ánh rất là nhiều những cái bệnh khác trong cơ thể của chúng ta. Những người mà bị mắc những cái bệnh ví dụ như là suy tuyến giáp này, hay là bệnh đường ruột, bệnh viêm dạ dày, bệnh viêm gan, hoặc cũng có thể là do thận và tim, đều có thể là bị cái chứng bệnh hôi miệng. Hằng có một cách để chỉ quý vị có thể phần nào chẩn đoán được cái bệnh hôi miệng là do đâu. Quý vị hãy nhổ một chút nước bọt ra tay của mình, sau đó phà hơi thật mạnh vào lòng bàn tay. Nếu như mà cái vùng tay này của quý vị nó có cái mùi hôi, tức là cái mùi nước bọt, cái mùi hơi của quý vị ấy, nó có mùi hôi, mùi thối nặng, mùi khó chịu như là chuột chết ấy, thì đó chính là vấn đề từ gan của quý vị. Còn nếu như cái mùi nó có vị mùi tanh này thì là do tim. Còn nếu như là chúng ta ợ chua này, có mùi cái mùi nước bọt đó nó có mùi chua chua như giấm ấy, thì đó là do dạ dày của quý vị. Còn nếu mà cái mùi đó nó có vị khăm khẳm, mùi khăm khẳm giống như là nước tiểu ấy, thì đó là do thận. Còn nếu quý vị nào không thể nào phân biệt được mùi thì chúng ta vẫn có cái cách tác động để làm sao chúng ta tác động lên toàn bộ các đường kinh để từ đó chúng ta chữa tận gốc cái chứng bệnh hôi miệng của mình. Vậy thì cái cách điều trị mấu chốt đó là chúng ta phải tăng cường được cái hệ miễn dịch của cơ thể. Và cái cách tác động huyệt như thế nào thì mời quý vị cùng theo dõi video ngay sau đây. Đầu tiên là quý vị sẽ tác động lên các vùng phản chiếu hệ bạch huyết và cái hệ miễn dịch của chúng ta ở trên khuôn mặt này. Trên cái khuôn mặt này của quý vị này, nó phản chiếu, nó có những cái vùng mà nó phản chiếu cái hệ bạch huyết và cái hệ miễn dịch của cơ thể. Đó là các vùng ví dụ như là vùng hai bên rãnh cười này của quý vị này, hai bên sống tai này, đó, cái vùng dưới mũi này, vùng hai cung lông mày và bên hai bên mép miệng này của quý vị. Quý vị tác động hàng ngày vào những cái vùng này bằng cách là chúng ta sẽ sử dụng tay, chúng ta chà qua chà lại, hoặc là quý vị có thể nhéo như thế này, chúng ta tác động xoa bóp vào những cái khu vực đó. Cái vùng mép miệng này, nó quý vị tác động vào đây nó sẽ giúp chúng ta giải độc được cho hệ đường tiêu hóa. Và cái vùng rãnh cười này nó sẽ giúp chúng ta giải độc cái khí độc, rất là tốt cho phế, phổi. Và hai cái bên sống tai này nó sẽ giải độc phong tà những cái gió độc. Vậy thì quý vị hãy tác động vào đây như sau. Đối với đây, quý vị có thể chà vào những cái vùng này, chúng ta sẽ sử dụng tay chúng ta chà vào đây. Quý vị cứ chà nóng lên hàng ngày, chúng ta làm mỗi ngày độ 2 đến 3 lần mỗi cái khu vực này, là làm trong khoảng từ 1 đến 3 phút. Đó, vùng rãnh cười thì quý vị có thể sử dụng hai cái ngón tay trỏ chúng ta chà qua chà lại. Đây là cái cách mà chúng ta đang tác động và kích thích lên cái hệ miễn dịch, giúp cho hệ miễn dịch của quý vị nó tăng cường và nó hoạt động tốt hơn. Đó, còn cái vùng này quý vị cũng có thể chà qua chà lại như thế này. Hai bên mép miệng quý vị có thể nhéo như thế này. Vùng lông mày chúng ta massage.
Đó, đây là cái bước đầu tiên để chúng ta trị được cái bệnh hôi miệng tận gốc. Quý vị cần phải tác động lên để làm sao cho cái hệ miễn dịch của chúng ta, là cái khu vực phản chiếu hệ bạch huyết này, nó được tăng cường cái hoạt động chức năng của nó. Khi mà cái hệ bạch huyết và cái hệ miễn dịch của quý vị nó hoạt động mạnh thì tất cả những cái virus, vi khuẩn ở cái bên ngoài cái môi trường ấy, nó xâm nhập vào cơ thể của chúng ta thì nó sẽ bị tiêu diệt và nó không gây bệnh cho quý vị. Bước thứ hai là quý vị sẽ bấm những cái huyệt ở trên bàn tay này. Nếu như quý vị phân biệt được cái mùi hôi mà Hằng hướng dẫn quý vị ở trên phần đầu video ấy, thì chúng ta sẽ tác động lên những cái đường kinh cụ thể mà chúng ta tắc. Ví dụ như mà quý vị bị tắc ở cái đường kinh gan thì quý vị sẽ bấm ở cái khu vực vùng lòng bàn tay này, ở dưới cái ngón tay út đi xuống ấy. Đây, quý vị bấm vào đây. Đó. Còn nếu như quý vị bị vấn đề về bao tử dạ dày thì chúng ta sẽ bấm vào cái khu vực kẽ giữa ngón tay cái và ngón tay trỏ này, ở dưới khu vực lòng bàn tay này. Còn nếu như quý vị nào mà không phân biệt được cái mùi thì quý vị hãy bấm hết cho Hằng tất cả ở cái vùng ở trong lòng bàn tay ấy, ở cái vùng gốc của dưới tất cả các ngón tay này, cái khu vực dưới gốc các ngón tay. Đó, chúng ta bấm và xoa bóp vào đây hàng ngày, tất cả ở phía dưới này. Đó. Đây là các trên lòng bàn tay của chúng ta ấy, nó phản chiếu tất cả những cái lục phủ ngũ tạng của cơ thể của chúng ta. Khi mà quý vị tác động lên cái khu vực này ấy, thì nó sẽ kích thích lên não bộ của chúng ta và truyền cái tín hiệu cho não để nó cải thiện những cái chức năng của cái lục phủ ngũ tạng trong cơ thể của chúng ta. Sau khi mà quý vị bấm vào cái tất cả những cái khu vực này thì chúng ta sẽ giải huyệt bằng cách quý vị lấy ngón tay cái, chúng ta miết xuống từ cái giữa lòng bàn tay này, chúng ta miết xuống tới khu vực cổ tay. Vì trong Đông y thì cái khu vực này nó phản chiếu ở cái vùng hậu môn và cái vùng bàng quang của chúng ta này. Chính khi mà chúng ta tác động như thế này thì tất cả những cái độc tố mà chúng ta tác động ở các bước trên ấy, nó sẽ được đào thải qua cái đường tiểu và cái đường đại tiện. Đó, chúng ta sẽ vuốt ngược xuống như thế này. Chúng ta vuốt xuôi xuống, quên. Đây, chúng ta vuốt xuôi xuống. Quý vị làm cả hai bên tay nhá. Và bước thứ ba là chúng ta sẽ chữa ở dưới chân. Bước thứ ba là chúng ta sẽ tác động lên cái vùng ở dưới chân này. Quý vị sẽ bấm tất cả những cái huyệt ở các kẽ ngón chân này nhé. Chúng ta sẽ bấm dùng ngón tay cái này, quý vị sẽ xay bấm vào tất cả các kẽ ngón chân này. Nếu như cái kẽ ngón chân thứ hai và ngón chân thứ ba này của quý vị đau đấy thì tỳ vị có thể là có vấn đề. Còn nếu như kẽ ngón chân thứ ba, thứ tư, thứ năm này nó bị đau thì là có thể là quý vị đang bị tắc nghẽn cái kinh mạch về não. Sau khi mà bấm tất cả những cái kẽ ngón chân này, chúng ta sẽ tác động lên đây hàng ngày nhé. Sau đó quý vị sẽ chuyển xuống bấm các vùng huyệt ở phần dưới lòng bàn chân này của chúng ta. Đó, dưới lòng bàn chân này chúng ta sẽ tác động lên các vùng phản chiếu, đó là vùng phản chiếu tim, gan, phổi, thận, dạ dày và đại tràng. Thì đây là cái vùng này, cái vùng khu vực này là vùng phổi của chúng ta. Đó, cái vùng này là vùng bên trái thì cái khu vực này là vùng tim này. Đây là cái khu vực tim. Còn bên chân phải thì nó sẽ là chân phải thì nó là gan. Còn bên chân trái thì cái khu vực này là phản chiếu tim. Đó, còn cái khu vực này, cái khu vực vòng qua hình chữ U này, ở cái khu vực giữa lòng bàn chân này của chúng ta này, nó chính là khu vực phản chiếu của đại tràng. Đó, và cái khu vực này là thận và cái tuyến thượng thận này, chỗ cái huyệt Dũng Tuyền đi xuống. Đây là vùng thận và tuyến thượng thận của chúng ta. Đó, cái khu vực dạ dày này, quý vị sẽ day bấm toàn bộ lên những cái khu vực này. Đó. Ngoài sau đó cái khu vực này nữa này, quý vị để ý cái khu vực này nhá. Những người mà bị bệnh về tuyến giáp, những cái vấn đề về vùng họng chẳng hạn, về suy tuyến giáp này, viêm họng này. Đó. Bởi vì suy tuyến giáp nó cũng làm cho chúng ta bị hôi miệng đúng không ạ? Cái viêm phế quản này hay là u nang tuyến giáp thì chúng ta tác động lên cái khu vực này rất là tốt. Từ cái vùng cổ của ngón tay chân cái này chúng ta sẽ tác động lên cái khu vực ở dưới cái ngón gốc ngón chân cái ấy. Đây, khu vực này chúng ta tác động lên tất cả những cái khu vực. Đây là khu vực cổ họng này, còn đây là phổi này. Đó, chỗ này là vùng phổi này, chỗ này là vùng tim, gan này, và bên chân phải thì là gan, bên chân trái thì là tim này. Khu vực này là dạ dày đại tràng này, quý vị có thể xay bấm vào những cái khu vực này. Đó. Chúng ta tác động vào những cái khu vực này hàng ngày. Sau khi mà tác động xong ấy thì chúng ta sẽ giải huyệt ở đây. Đó, đây là cái khu vực phản chiếu bàng quang đường tiết liệu này, quý vị sẽ giải huyệt ở đây. Chúng ta sẽ giải huyệt ở cái khu vực này.
Đây là hai cái vùng chủ chốt để chúng ta chữa cái chứng hôi miệng. Mục đích là giúp cho chúng ta khai thông tất cả những cái đường kinh mạch và kích thích chức năng cơ sở của các nội tạng của quý vị. Cái cách chữa này thì buộc quý vị phải kiên trì thực hiện, bởi vì khi mà cái 12 cái đường kinh mạch của chúng ta thông rồi thì không chỉ cái bệnh hôi miệng mà còn rất nhiều những bệnh khác nó cũng sẽ khỏi. Quý vị làm xong ở bên chân phải thì chúng ta làm xong ở bên chân trái thì chúng ta chuyển sang làm chân phải nhé. Quý vị tác động hết lên toàn bộ cái khu vực cổ chân này, từ khu vực cổ chân này, dưới gốc của ngón chân cái này, và cái khu vực bụng chân ở dưới của các ngón chân thứ hai, thứ ba, thứ tư này, khu vực này, đó là phổi nhá. Cái khu vực này là tim, gan này, đó, khu vực này là thận này, chỗ này là thận này, và tuyến thượng thận này, chỗ này là bàng quang và đường tiết niệu. Chúng ta sau khi chúng ta tác động lên hết cái khu vực đó, chúng ta giải huyệt ở đây, giải huyệt ở khu vực này. Đó, còn cái vùng này nhá, cái vùng này nó sẽ là vùng đại tràng này. Đó, quý vị bị những cái vấn đề về tiêu hóa đại tràng thì quý vị tác động vào cái khu vực này. Cách chữa này thì buộc quý vị phải kiên trì thực hiện, bởi vì khi mà 12 cái đường kinh mạch của chúng ta nó thông rồi thì không chỉ cái bệnh hôi miệng nó được khỏi mà còn rất nhiều những cái bệnh khác cũng sẽ khỏi. Bên cạnh đó trong cái ngày mà quý vị bên cạnh đó thì trong ngày quý vị cũng nên tập những cái động tác, ví dụ như là động tác vỗ gió khai thông các đường kinh lạc này cũng rất là tốt. Để chữa được cái bệnh hôi miệng này thì quý vị phải chữa từ từ. Bởi vì những cái người mà bệnh gan thì cũng sinh ra hôi miệng, những người mà bị bệnh bao tử dạ dày cũng sinh ra hôi miệng, còn những người bị bệnh phổi cũng bị hôi miệng, rồi cả những cái người mà bị bệnh liên quan đến tuyến giáp thì miệng cũng bị hôi. Do đó mà chúng ta giải quyết được các chứng bệnh này thì quý vị cũng sẽ cải thiện được tình trạng hôi miệng của chúng ta tận gốc. Còn không, nếu như quý vị mà chỉ chăm chăm đi tìm những cái sản phẩm xịt miệng hay là súc miệng nào đó để chữa hôi miệng thì hàng tin là nó chỉ giúp cho quý vị trong được một cái thời gian rất là ngắn thôi. Sau đó thì cái bệnh hôi miệng của quý vị lại bị tái phát lại. Có những người mà bị bệnh hôi miệng tới 5 tới 6 năm, họ sử dụng cái phương pháp bấm huyệt này thì cũng phải 1 năm hay là hơn 1 năm để cải thiện được cái tình trạng. Nhưng mà khi mà cải thiện rồi thì nó sẽ khá là bền vững hơn là những cái hiệu quả mà quý vị lấy được từ những cái phương thuốc tây hay là quý vị sử dụng thuốc xịt. Vì thế Hằng mong rằng quý vị sẽ đủ kiên trì để thực hiện những cái gì mà Hằng chia sẻ ở trên. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe. Bây giờ Hằng xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo.